xe nè. Ô trên kia đầy xe kìa. Đầy luôn. Đây, xin chào tất cả mọi người nhé. Anh em mình lại hành trình đi câu cá lóc. Hôm qua trời mới mưa xong, hôm nay đi câu khả năng nữa là đẹp đấy, hôm nay trời rất là đẹp. Đi kia là phải sang đi qua đi thuyền. Ô trơn thế. Ui trời trời trời. Rồi ok. Ui trời ơi, đồ đạc lính kính. Đây gọi là đây là sa tăng. Đồ đạc lính kính đây các bạn ạ. Chẳng biết câu có được cá không mà đây. Trên đây thật yên tĩnh lắm. Bên dưới này nhá. Đó. Chỗ hôm trước đây. Cái bến trước ngay đây. Chỗ anh Hiến chứ, bảo vậy lên chỗ anh Hiến thì cũng lên gần đến chỗ ông Nguyễn. Bảo lên chỗ ông Nguyễn thì xa lắm, bảo vậy xong đi xe máy. Thôi, đi đường này nhá. Tự do thoải mái. U lắm cái chưa. Ui rồi nhiều cái đỏ lắm. U trời. Ngớm luôn. Anh em mình ngồi đây ăn sáng này. Ăn sáng xong anh em mình đi vào địa điểm câu. Mời mọi người anh em ăn sáng của anh em bọn mình nhá. Ôi trời ơi, nay vợ mua gì mà nắm thế. Cần gì thìa. Bốc rồi. Mời anh em ăn sáng của anh em chúng mình nhá. Vẫn còn nóng à? Giúp vợ em ngủ chưa gấp? Ừ, tí tí lấy được mà. Không có nhau em. Rồi ông nhấn chưa lên mình được. Lại vòng. Vào chúng ta trước. Chắc lạnh lên rồi. Ngồi ra rồi đấy. Ngồi giờ nó ngửi thấy mùi chứ. Em chưa biết câu bằng mùi gì. Đây cái này. Đừng vàng thôi. Đừng vàng thôi. Đừng vàng, đừng xanh. Hai con. Thích đường trắng, đường đen này, đấu đường đen. Đánh đường đen. Đánh đến đây, đeo thủ lực thì bớt cái chai nước dài vào cái tủ kia. À, mà cái số tủ của mình là quá thế nào. Bên kia đấy nhỉ? Chân núi hả? Ừ, nhiều lắm. Mà trồng măng ngọt này không lấy, không thu rồi. Mùa này nó đang là mùa thu măng rồi nhỉ? À chưa, mùa nó... mùa này bắt đầu nó mọc à? Này, nó phải đến rồi. Đây các bạn ơi, anh em mình ăn sáng xong rồi. Giờ anh em mình di chuyển vào trong địa điểm câu. Gói nó nằm nữa chứ. Hả? Gói đấy nó nằm nữa chứ, hay nằm luôn? Thôi vào đấy thôi. Đây mà ấy lại phải xách à? Vì đi từ đây vào đấy nó vướng. Đi
Ông này, ông bảo hôm nay muỗi ngoan không có này. Đây. Phấn khởi. Mời anh em theo chân bọn mình nhá. Đây các bạn này. Trên này địa điểm câu nhiều lắm mà. Có vẻ là địa hình này hơi vướng. Này khu trang trại. Nhưng mà cây cối mọc hơi um tùm. Kiểu chú ngủ luôn ở trên đây à chú này. Nhà chẳng làm lại đi câu. Chú lên lâu chưa cơ? À. Đây anh em bọn mình ra cần anh à, mọi người ạ. Quay dọc chán rồi. Cái gì? Pin nó sạc mà. Có thay ra lít được không? Nay chưa đoạn lít được lắm. Nhưng mà đoạn lít được này sợ đánh hẳn á. Nay vướng một cái khuyên. Khoen Fuji. Tơ máy. Nay quên không máy được gì. Đánh khoen Fuji. Này mà cầm kiếm cá thì ngon nhỉ. Này không cầm trong đồng sướng. Ủa thôi vậy thì cái con đấy không ăn đi rồi. Còn những đường mình thấy cũng phải vắng vắng à. Không được xem có không hình. Không không. Được chưa? Không quấy, quấy lại gì cả. À. Đây mình xong rồi, mời anh em theo chân mình nhá. Anh em xem video thì thấy hay cho mình một đăng ký ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Mấy kilo? Đấy, mình thì chưa lên con nào mà anh bạn là mình đã lên này. Được một con. Hugo à? Hả? Ui trời ui. Đúng Hugo rồi. Đây các bạn ơi, anh bạn mình lên con cá to lắm. Đâu đâu lại đây xem nào. À thôi để đứng đấy đi. Đây các bạn ơi. Mình thì đang lúi húi quăng cần thì anh bạn mình đã báo cá này. Ô trời 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 trời. Trời trời trời. Con này phải đến 8 lạng không? 8 lạng đấy. 8 9 lạng. Được đấy. Báo cá anh em ơi. Báo cá anh em nhé. Trời trời trời. Quá phê. Để từ từ để xem trời quả ơi quả xem quả xem quả video xem nó đớp cái gì. Trời trời trời. Nhìn nước nó trong nhìn nó đớp sợ thật. Sướng lắm. Đớp vúm như vậy. Tùng ơi. Tùng ơi. Báo cá nhanh nhé.
sợ ít đâu. Đây rồi. Quá ok. Đây anh em. Rồi đến đây là cá này. Bãi khá đẹp rồi này. Không thấy bóng dáng rồi. Ta cũng được mà con bò này còn đến đây hả anh? Đây anh em này, chắc anh em mình nay dừng buổi câu ở đây thôi. Trời nắng rồi. Đây là kết quả anh em câu buổi sáng này. U trời ơi, một em hugu to lắm. Hai em cũng được tương đối. Giờ mình để lại cho ông chủ con rồi anh em mình về mang về nó về con vậy. Thôi chắc mình dừng clip ở đây thôi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Anh em xem video nhớ cho mình một đăng ký kênh, ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Đây rất là nhiều cá.